Thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử không chiến thế giới, Top Gun cũng phải chào thua, trên hình là phi công James Hart, Kale, một trong những phi công lừng lẫy nhất lịch sử không quân Hoa Kỳ, được gọi là kẻ hủy diệt MiG hoặc vua không chiến trong chiến tranh Triều Tiên bởi thành tích bắn hạ 6 máy bay MiG trong giai đoạn 1950 đến 1953. James Hart, Kale được công nhận là phi công đạt đẳng cấp Ace, một thành tích huy hoàng dành cho những phi công bắn hạ từ 5 máy bay để trở lên. Ông cũng nhận được tổng cộng 76 huân, huy chương các loại, nhiều nhất lịch sử không quân Hoa Kỳ. James Hart Kale cũng là phi công hấp dẫn nhất, đẹp trai nhất trong số các phi công Hoa Kỳ tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trên phim ảnh, James Hart, Kale cũng chính là một trong số các hình tượng để xây dựng lên nhân vật phi công Pete Maverick Mitchell do Tom Cruise thủ vai trong loạt phim huyền thoại Top Gun. James Hart, Kale tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam với nhiệm vụ hủy diệt các phi công Việt Nam, chấm dứt huyền thoại về các máy bay MiG, đánh gục ý chí chiến đấu của không quân Việt Nam, dạy cho một nền không quân non trẻ như Việt Nam biết thế nào là không chiến đích thực. Nhưng huyền thoại James Hart Kale với hơn 3.000 giờ bay lại bị một chàng trai phi công Việt Nam mới ở độ tuổi 30, chỉ có chưa đầy 200 giờ bay thực tế, hạ gục trong một trận không chiến vào tháng 6 năm 1966. Điều bất ngờ là chàng trai này chỉ lái MiG-17, một phương tiện bay lạc hậu hơn rất nhiều so với một chiếc F-4 Phantom II hoặc F-105 Thunderchief mà phi công James Hart, Kale lái. Chàng trai 30 tuổi này tên là Nguyễn Văn Bảy trước đó là bắn hạ hai máy bay khác, đến chiếc máy bay của James Hart, Kale là chiếc thứ ba. Tổng thành tích hạ gục của chàng trai Nguyễn Văn Bảy trong cuộc đời chiến đấu là 7 chiếc và đạt đẳng cấp Ace. Có thể nói James Hart, Kale có một cuộc đời chiến binh đầy hào hùng cho đến khi gặp phi công Nguyễn Văn Bảy. Sau khi bị bắn hạ, James Hart, Kale phải ngồi tù tại hỏa lò cho đến tận năm 1973, được trả về sau khi hiệp định Paris được ký. Thành tích và chàng trai Nguyễn Văn Bảy khi bắn hạ James Hart, Kale được gọi là Ace bắn hạ Ace, thành tích vô tiền khoáng hậu trên thế giới, chưa được bất cứ phi công nào trên thế giới lặp lại từ thế chiến 2 cho đến tận thời điểm hiện tại và thành tích này sẽ tồn tại rất lâu nữa và thậm chí sẽ không bao giờ tái hiện được